Xin chào các bạn, hôm nay thì Trung giáo viên quay trở lại với các bạn với bài 16 với chủ đề hỏi và chỉ đường. Chúng ta cùng đọc phần từ vựng. Yê shì, chợ đêm. Y yuan, bệnh viện. Yếu chú, bưu điện. Chính sủ, đồn cảnh sát. Đà sứ quản, đại sứ quán. Hỏa chơ trang, nhà ga, ga tàu. Chào sư, siêu thị. Biên lý tiền, cửa hàng 24 giờ, cửa hàng tiện lợi. Sứ tư lù khẩu, ngã tư. Mã lù, đường lớn. Khống lùi tâm, đèn xanh đỏ. Xiang chén rộng, đi về phía trước. Xiang yêu chuẩn, rẽ phải. Xiang chúa quải, rẽ trái. Y chữ dầu, đi thẳng. Dầu chua, đi nhầm. Quảng, hướng. Tả thiên, dò hỏi. Láo chạ, làm phiền, làm ơn. Tiếp theo chúng ta đến phần ngữ pháp. Đi đến đâu, đi như thế nào, bạn có chủ ngữ. Chủ ngữ là các từ chỉ địa điểm, nơi chốn, sau đó cộng với chẩm mơ chở. Ví dụ, đi ngân hàng như thế nào? Chú yến hàng chẩm mơ chở. Chúng ta cùng đọc phần hội thoại. Chỉnh quân, sư trọng lý su sở yuẩn ma. Xin hỏi, chợ cách ký túc xá xa không? Bù yuẩn, hẳn chịn. Không xa, rất gần. Ní chủ yếu chủ công giao xiên lũ liệu chiều lái lợ. Bạn chỉ cần ngồi xe buýt tuyến số 6 là đến rồi. Chủ công cung chi chua trạng chẩn mất dẫu. Đi tới bến xe buýt đi như thế nào? Ní xiang su sơ tợ mấn chủ. Bạn đi ra cổng ký túc xá. Quảng chúa quải. Ráo hô y chú dẫu chiêu tạo lập. Rẽ trái rồi đi thẳng là đến. Cung treo chưa phiêu tua sảo chiến. Vé xe buýt bao nhiêu tiền? Ta cải lẻng hoài. Khẩn phía ní. Khoảng 2 tệ. Rất rẻ. Nì chơi hảo yêu chuẩn bị lính chiến. Bạn cần chuẩn bị tiền lẻ. Xie xie nì. Cảm ơn bạn. Tiếp theo đến các mẫu câu các bạn cần phải ghi nhớ, chúng ta cùng đọc. Nếu không biết cách đi, bạn có thể hỏi người khác. Nếu bạn không biết đi như thế nào, bạn có thể dò hỏi người khác. Lão gia, xin hỏi chợ đêm ở đâu? Làm ơn, xin hỏi chợ đêm ở đâu? Nǐ yìzhí zǒu. Dào shí zì lù kǒu, bạn cứ đi thẳng đến ngã tư. Zài xiāng yǒu guǎi, jiù shì lái lè. Sau đó rẽ phải là đến rồi. Qǐng zhūyì hóng lùi dēng, hãy chú ý đèn xanh đèn đỏ. Xiǎo xīn zǒu chuò, cẩn thận đi nhầm. Rú guǎ zǒu chuò, 你就去大使馆或者去警署打听. Nếu đi lạc thì bạn có thể đi tới đại sứ quán hoặc đồn cảnh sát để hỏi. Chúng ta vừa hoàn thành xong bài 16 của sách giáo trình xuất khẩu lao động. Hẹn gặp lại các bạn trong các bài sau. Zài jiàn.